là nhìn ở đây là từ cái bản giấy này đến bản đầu tiên chỉ thấy cái khối thôi đúng không? Đúng rồi. Tiếp theo là vẽ hình nhân vật và sau đó ra như này. À có thêm một bản màu nữa chứ? Bên này mà là màu nữa chứ đúng không? Không, không có màu như vậy là cái xong. Dạ. Mà quy trình nó là như thế này, khi mà đầu tiên là chị sẽ nhận một cái kịch bản sườn từ anh Lộc. Thì kịch bản sườn nó sẽ chỉ có như thế này thôi, chỉ có đúng một trang rưỡi. Và bọn chị phải phóng tác cái kịch bản sườn này, triển khai cái kịch bản sườn này thực thành kịch bản phân cảnh. Kịch bản phân cảnh có nghĩa là trong này sẽ ghi rõ ra là trang 1, khung số 1, khung số 2, khung số 3, khung số 4. Mỗi khung nhân vật làm gì, nói những câu thoại như thế nào. Thì nó là kịch bản phân cảnh. Tức là cái phần một trang giấy mà anh ấy viết là chỉ đúng là rồi. Một chương á? Đúng, một trang một đoạn anh ấy viết thế này là một chương. Và nó chỉ là kịch bản sườn, nó bao gồm là sự kiện này xảy ra, sự kiện ý kia xảy ra. Đúng rồi, nó chỉ là ý chính thôi. Sau đó bọn chị sẽ triển khai thành kịch bản phân cảnh như thế này. Nó ghi rõ ràng ra từng câu thoại của nhân vật luôn. Thì sau khi nhận kịch bản phân cảnh này rồi á, thì đến công việc của chị. Đây là phần việc chị làm ở trong nhóm là chị sẽ sau khi nhận kịch bản phân cảnh thế này rồi, chị sẽ sửa, xem đọc qua một lần thì xem thấy nó ok hay không, có đoạn nào cần sửa không, thì nếu mà ok cần sửa thì sẽ cho bạn kịch bản sửa lại. Còn đến khi nào ra được cái bản cuối cùng, bản kịch bản phân cảnh cuối cùng, sau khi ra được kịch bản phân cảnh cuối cùng thì chị sẽ làm bố cục. Đây là gọi là cái trang bố cục, thì em thấy là nó vẽ không có chi tiết đâu. Mọi thứ nó chỉ quẹt quẹt như thế này thôi, nhưng mà đây là cái để mà có thể nắm được cái mặt của truyện, cảm xúc của nhân vật. Và cái ví dụ là thậm chí là khi mà đã lên bố cục như thế này rồi mà cần chỉnh sửa, ví dụ là đưa khung này xuống, hai khung này lên trên, hoặc là cắt bỏ khung này đi, hay hoặc là chèn thêm một khung này khung kia đó, thì đây là giai đoạn bố cục để bọn chị đỡ tốn thời gian vẽ. Thì sau khi làm xong bố cục như thế này rồi á, thì sẽ là qua đến bản sketch. Thì bản sketch sẽ căn cứ vào bản bố cục này và căn cứ theo cái bản tạo hình nhân vật để mà vẽ lên bản sketch. Thì đó, thì bản sketch có thể so sánh từ bản bố cục qua bản sketch, nó là một cái sự update rất là rõ ràng. Thì cái bản sketch khi này bạn ấy sẽ không còn phải phân vân về việc là lỡ vẽ khung này ra rồi khung này bị cắt đi thì sao, là phải chèn khung khác vào. Thì đây là giai đoạn bố cục đã làm xong rồi. Thì bạn ấy chỉ việc follow vào đây thôi, thậm chí là vị trí của các nhân vật trong tranh như thế nào cũng đã tính toán hết rồi. Thì bởi vì đây lần đầu tiên em biết một cái cuốn truyện là nó như thế này, thì hóa ra là tất cả đều phải vẽ tay. Cũng tùy, có bạn thì vẽ máy. Không, nhưng mà cái này cái này thì vẽ tay, cái bộ trước này khi ra chị máy vẽ tay. Đúng rồi, chính xác luôn. Phải vẽ tay chị, đúng không? Vẽ tay thì đó, thì tất cả các trang đều được vẽ tay. Vâng. Đó. Thì sau khi xong bản sketch như thế này rồi á, thì sẽ đến bản nét. Thì khi ấy thì bạn làm nét sẽ nhận cái bản sketch này và đi nét lên. Rồi. Thì bản nét ban đầu nó sẽ chưa có cái mảng xám xám thế này đâu. Nó chỉ là một cái đường line nét bình thường thôi. Rồi. Không có tất cả những mảng xám như thế này. Rồi. Và sau khi làm nét xong rồi á, thì sẽ chuyển qua bạn làm hiệu ứng. Thì bạn làm hiệu ứng sẽ ví dụ như là cho cái khối này, cho cái phần mắt con robot màu đen, xong rồi cho miếng màu trắng lóe lên. Thì đó, thì cho tóc của nhân vật này màu đen, xong rồi tô cái bóng trên mặt, hoặc là tô cái quần, tô không gian xung quanh. Okay. Thì mỗi cái mảng như thế này là bọn chị có một cái hiệu ứng riêng. Vâng. Đó, thì em thấy cái chấm ở đây nó sẽ khác với cái chấm ở đây. À. Nó sẽ khác với cái chấm ở quần. Vâng. Thì đó là làm xong. Thì sau khi làm ra bản này rồi vẫn chưa xong đâu. À. Vẫn chưa xong đâu. Thì sau khi làm ra thì em thấy là bọn chị sẽ in thử ra. In thử ra như thế này, và em thấy có phần bút đỏ giống như cô giáo chấm bài không? Vâng. Đấy, thì chị sẽ xem qua một vòng cuối. Okay. Để xem là nó đã, mọi thứ đã ok chưa, hay là có chỗ nào cần chỉnh không. Thì chị sẽ đánh dấu đỏ vào những đoạn cần chỉnh. Có thể là chỉnh chữ, có thể là chỉnh tranh. Có cái này chỉnh tranh không? À. Đó, có thể là chỉnh chữ đây này. Thì yêu cầu thêm một hiệu ứng thế này để cho cái cảm xúc của câu chuyện á, nó tốt hơn. Được. Còn nếu chỉ dừng thế này thì cái cảm xúc của cái khung này nó chưa đạt được cái hiệu quả như thế. À, đó. Thì ví dụ như là đây cần sọc dọc, đây rồi. Là cần sọc ngang. Đó, đầu tiên em cũng hay để ý mấy cái vệt này, cảm giác nó focus vào. Nó là gọi là đường gió ấy. Đường gió. Đó, đường gió thì nó sẽ có cái đường gió thế này để nó tạo ra cái sự bất ngờ. Thì nó sẽ ghi chú vào những đoạn cần sửa, thậm chí đó ghi chú vào những thiếu chỗ nào. Vâng. Thì sau khi làm xong ghi bản ghi chú này xong thì bạn làm hiệu ứng. Này là phải văng nước miếng ra. Đúng rồi, chính xác. Hét như thế này phải văng nước miếng ra thì nó mới hiệu quả. Vâng.
Thì sau khi mà có cái bản này xong thì bạn làm hiểu làm bản làm cuối cùng ấy, cái bản làm hiệu ứng cuối cùng bạn ấy sẽ thêm vào chỉnh sửa để ra được cái bản cuối cùng nó đầy đủ hết tất cả những chi tiết ở trong này. Thôi thì sau khi mà xong bản thảo như vậy rồi thì có thể là làm chế bản dàn trang, làm dàn trang chế bản rồi thì đây, thưa quý vị, in ấn. Đây mới là bản cuối cùng nha. Đấy, là nó sẽ như thế này. Chương 13 đó, chương cái ấy đây, bản cuối cùng à. Nhìn thấy nó đâu, có thêm cái đường gió ở đây để ra được một cái bộ truyện như thế này thì nó sẽ qua những công đoạn như thế à. Thậm chí là trong lúc làm bản sketch rồi thì có bởi vì tiến độ nó đã thay đổi à. Đầu tiên là ban đầu khi mà nhận dự án thì tiến độ nó chỉ là 2 tuần một chương. Sau đó thì chị ra Hà Nội chị gặp các anh ấy thì các anh ấy chốt hạ là deadline này tuyệt đối không được dời. Đúng rồi. Thì thế là ngày 13 tháng 9. Đúng rồi, chính xác. Ngày phát hành mà thì không kịp ra thì cũng mà khi mà về tính tiến độ lại thì nếu mà vẫn 2 tuần một chương thì không thể nào mà làm kịp hết á. Thế là bọn chị phải rút tiến độ lại là 1 tuần một chương thì khi đó phải tăng nhân sự lên. Được. Ban đầu chỉ có một bản sketch thôi, bạn ấy sẽ sketch toàn bộ. Nhưng mà bởi vì tăng tiến độ lên thế là chị lại chia ra là có một bạn chuyên sketch nhân vật, là đưa một cái trang bố cục qua như thế này thì là nhìn vào là có khung này có background, khung này có background, rồi các nhân vật thì sẽ có một bạn là bạn ấy chuyên sketch nhân vật là chỉ có vẽ nhân vật thế này thôi. Và một bạn khác thì sau khi vẽ nhân vật rồi thì bạn khác mới sẽ vẽ background. Thì cứ làm song song hai người như vậy thì tốc độ nó sẽ nhanh hơn. Ok. Dạ thì kịch bản có hai bạn viết, sketch thì có ba người làm, nét thì có hai người làm. Sau khi làm hiệu ứng thì những người đã làm trước đó thì xong công việc rồi thì bắt đầu vòng lại để làm cái công đoạn hiệu ứng. Thật ra thì qua cái clip này thì cũng nói luôn cho tất cả quý vị khán giả là truyện tranh hay là tất cả những cái ấn phẩm nghệ thuật khác thì đều qua rất là nhiều công đoạn. Bởi vì nếu khi mà quý vị đã cầm cái này trên tay thì có thể quý vị sẽ tưởng tượng nó là một cái bộ sách. Thì nó là bộ sách thôi, bộ truyện tranh. Nhưng mà đằng sau cái câu chuyện đấy thì nó rất là nhiều cái công đoạn và rất là nhiều cái con người. Đấy,